Trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ trương chuyển đổi số quốc gia hiện nay, ngành công nghiệp điện đã và đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều quốc gia, đặc biệt là đối với các quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Với tiềm năng phát triển, tuy nhiên, ngành điện ở nước ta vẫn chưa đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện ngày một tăng cao. Đây vừa là thách thức, cũng là cơ hội lớn để phát triển. Được thành lập vào năm 2009, tiền thân là một xưởng cũ thuê tại ngoại thành Hà Nội và còn nhiều khó khăn. Theo đại diện doanh nghiệp, trong 15 năm hình thành và phát triển, Vina Electric đã phát triển với gần 200 nhân sự, nhà máy sản xuất quy mô lớn tại Bắc Ninh, cải tiến hiệu quả sử dụng máy móc, thiết bị, công nghệ, mở rộng quy mô nhà máy, cải tiến quy trình, phát triển tổ chức định hướng khách hàng và giảm lãng phí trên hai nền tảng là phát triển nguồn nhân lực và tạo động lực làm việc cho nhân viên. Năm 2022, công ty đã cho ra đời sản phẩm mới là xà đỡ cách điện silicon, tối ưu quy trình khi lắp trên đường dây điện cho các trạm biến áp Việt Nam hiện nay, giúp chỉnh trang đô thị gọn gàng. Công ty đã đầu tư nhiều trang thiết bị công nghệ hiện đại từ phòng nghiên cứu phát triển AND đến các máy silicon, máy phay CNC, máy tiện CNC, máy laser, máy chấn CNC, hàn robot được nhập khẩu từ Đức, Nhật, Đài Loan và Italy. Đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn cao, đồng hành của các tổ chức, đơn vị, nhà khoa học kỹ sư trong nước và quốc tế để cho ra chất lượng thành phẩm tốt nhất. Ưu điểm vượt trội của xà đỡ cách điện silicon so với các loại sứ cách điện khác là có khả năng kháng nước, chống ăn mòn, rạn nứt, lão hóa, tiết kiệm thời gian và nhân công lắp đặt. Là đối tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, công ty cũng thường xuyên xúc tiến trao đổi, hợp tác với các cơ sở đào tạo hàng đầu về ngành công nghiệp điện, công nghệ, khoa học, liên kết hợp tác quốc tế với các tập đoàn danh tiếng trên thế giới, hợp tác sâu rộng với tập đoàn Wacker, Đức để nhập nguồn nguyên liệu nhằm nghiên cứu phát triển sản phẩm cách điện bằng vật liệu mới silicon, ứng dụng trong sản xuất thiết bị điện công nghiệp và đường dây truyền tải điện quốc gia. Từ khi áp dụng cải tiến năng suất tổng thể, sản lượng sản phẩm của doanh nghiệp tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Có thời điểm đơn đặt hàng tăng cao, công ty tăng thêm ca để đáp ứng năng suất nhưng vẫn đảm bảo an toàn lao động. Ngoài ra, công ty còn đi đầu trong việc sản xuất các sản phẩm đang cung ứng ra thị trường, chống sét van, cầu trì tự rơi, cầu dao, xà đỡ cách điện, khóa néo, khóa đỡ, linh kiện thiết bị điện. Với diện tích dây chuyền sản xuất khép kín đạt tiêu chuẩn, được Tổng cục Tiêu chuẩn và Đo lường Chất lượng đánh giá và cấp chứng chỉ tiêu chuẩn Việt Nam TCVN IEC, cho sản phẩm và tiêu chuẩn ISO 9001-2015 cho hệ thống quản lý. Cùng với đó, một số sản phẩm của công ty đã được các tổ chức chứng nhận quốc tế cấp chứng chỉ như Quotes KEMA, Hà Lan, Intertech Anh Quốc, IGU, Cộng hòa Séc hiện đại, an toàn với môi trường. Cái việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất đối với công ty Vina Electric thì trong thời gian qua thì chúng tôi đã gặt được thành tựu rất là lớn, tăng được năng suất lên gấp 200%, mà cũng tạo ra được nhiều cái sản phẩm có chất lượng cao để cung ứng với thị trường và đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường với đòi hỏi của thị trường càng ngày càng tăng cao, mà nhà máy không phải tăng được cái quy mô để sản xuất lên như là về vấn đề về mặt bằng và diện tích, nhà máy vẫn sử dụng cái diện tích đó nhưng vẫn đã tăng được 200% cái năng suất lên. Hiện tại là Vina Electric cũng đang định hướng là phủ sóng toàn bộ những cái thị trường trong nước, nhưng cho các toàn bộ những cái ngành công nghiệp điện trong nước, cũng như cái hướng tới định hướng xuất khẩu của sản phẩm của Vina Electric cho thị trường nước ngoài, nhất là thị trường Đông Nam Á và các thị trường như Châu Phi. Với nhu cầu của thị trường của trong nước và quốc tế thì hiện nay Vina Electric đã quyết định là mở rộng nhà máy giai đoạn 2 với quy mô là 4 hectare. Hiện nay là chúng tôi đã thiết kế hoàn thành xong nhà máy và chúng tôi đã sắp đến cái giai đoạn là triển khai thi công, và định hướng trong năm 2024 và 2025 thì Vina Electric cũng sẽ IPO Vina Electric và niêm yết lên sàn chứng khoán để thu hút cái sự đóng góp của tất cả mọi người vào để xây dựng Vina Electric thành một thương hiệu lớn. Bắt đầu từ năm 2023, ban lãnh đạo công ty cổ phần Vina Electric đã triển khai thực hiện mở rộng quy mô nhà máy chất lượng cao giai đoạn 2 với quy mô 40.000 m2 tại khu công nghiệp Thuận Thành 3, Bắc Ninh. Với định hướng là hãng sản xuất thiết bị công nghiệp điện, nhà máy sẽ giúp tăng năng suất, tạo ra nhiều sản phẩm thiết bị điện cho đường dây truyền tải từ 0,4 đến 500 kV. Thành tựu 15 năm xây dựng và phát triển của công ty Vina Electric chúng tôi, đó là niềm tin tưởng, sự đồng hành, ủng hộ và sử dụng các sản phẩm dịch vụ của quý khách hàng đối với các sản phẩm và dịch vụ của công ty chúng tôi. Chúng tôi rất biết ơn về sự hợp tác quý báu đó.
Vina Electric cam kết sẽ tiếp tục phấn đấu để trở thành một thương hiệu uy tín, một hãng sản xuất thiết bị công nghiệp điện đóng góp cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và an ninh năng lượng của quốc gia và thế giới. Thông qua các tổ chức chi bộ đảng, tổ chức công đoàn, chúng tôi mong muốn công ty đóng góp tạo ra nhiều giá trị việc làm cho người lao động và giải quyết các vấn đề về an sinh xã hội và hoạt động cộng đồng. Với sự đầu tư nghiêm túc và dài hạn kết hợp với công nghệ hiện đại trên thế giới, tin rằng các sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất thiết bị công nghiệp điện tại Việt Nam sẽ ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế.